Thưa quý vị, như đã giới thiệu từ đầu chương trình, hôm nay chúng ta sẽ vào bếp thực hiện món cá cơm sốt cay và đầu bếp Hiền Minh sẽ giúp đỡ chúng ta thực hiện món ăn này. À, chào chị. Chào em. Dạ. Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Dạ. À, Quốc Thái thường hay ăn rất là nhiều món cá cơm giống là chiên giòn này, rồi người ta làm cây cây chua chua cũng rất là ngon, có khi người ta kho nữa. Nhưng mà hôm nay món cá cơm sốt cay của chúng ta có gì đặc biệt thưa chị? À, cái món ngày hôm nay thì chị sẽ cho thêm một ít đậu phộng nữa. Yeah. Thì khi đó mình ăn nó sẽ có thêm một cái sự giòn giòn của đậu phộng. Béo béo của đậu phộng nữa đúng không chị? Rồi. Thì nó sẽ làm cho cái món ăn của mình nó dễ ăn hơn và bắt cơm hơn nhiều. Yeah. À, để làm cái phần món cá cơm sốt cay thì mình sẽ cần là cá cơm, một ít nước dừa tươi, đậu phộng, một chút me, tương ớt, tỏi, ớt, trái dưa leo luôn. Cá cơm là loài cá nhỏ sống chủ yếu ở vùng nước mặn. Sau khi đánh bắt về, thường được phơi khô hoặc sấy khô. Cá cơm là món ăn ngon, dễ ăn, có thể chế biến thành nhiều món như chiên, rang, kho, v.v. Cá cơm sốt cay với đậu phộng là món ăn heo cơm. Vị mặn mặn, cay cay của cá hòa quyện với vị béo béo của đậu phộng cũng khiến vị giác bị kích thích vô cùng. Thay vì đậu phộng thì mình rang, nhưng ở đây mình sẽ xào ở trong dầu luôn. Thì nó sẽ chín trong dầu thôi. Khi mình lấy nó ra rồi thì nó sẽ ráo hết mình, cái dầu nó không có bị ngấm vào trong cái hạt đậu phộng. Quốc Thái chưa ăn món này, nhưng mà tưởng tượng là cái vị mặn mặn của cá cơm ha, nó trộn lẫn với cái vị béo béo giòn giòn của đậu phộng chắc là ngon lắm. Thêm các loại nước sốt, me nè. Rồi cái đậu phộng nó cũng vàng rồi em ha. Chị sẽ lấy cái đậu phộng ra. Cá cơm này thì mình mua ở đâu hả chị? Cá cơm này thì thường thì nó là cá cơm biển. Thì em có thể là em mua, nếu mà em có những dịp đi du lịch ở những nơi mà vùng biển thì em sẽ mua về và làm rất là ngon. Còn không bây giờ mình ra chợ đều có hết em. Rồi sau khi chị đảo như vậy là chị sẽ bỏ nó ra cái phần cái dĩa này. Rồi bây giờ bắt đầu chị sẽ làm cái phần nước sốt ha em ha. Chị sẽ cho vào đây nè em thấy ha. Chị cho vào đây khoảng chừng cỡ một muỗng canh tương ớt. Me thì em có thể cho nhiều hay ít tùy vào với cái me của mình chua nhiều hay chua ít em ha. Và chị cho vào đây là nước mắm. À, vừa mặn, vừa chua, vừa cay, vừa ngọt nữa không chị? Đúng rồi. Bây giờ thì em phải nấu cái nước sốt này cho nó tan ra hết. Và khi đó chị sẽ cho vào đây thêm một ít nước dừa. Rồi chị cho vào đây một ít nước dừa em ha. Sau khi mình cho cái nước dừa vô rồi thì em sẽ cho nó sôi lại một chút em ha. Rồi bây giờ chị sẽ cho cái phần cá cơm vô. Đảo qua cho nó thấm vào. Đúng rồi, bây giờ là mình sẽ phải đảo đi. Khi mà chúng ta ăn không hết, chúng ta để tủ lạnh được không chị? Cái này thì em để bên ngoài vẫn được với cái món này. Tại vì những cái món kho mà dạng khô như vậy thì em để bên ngoài rất là thoải mái. Hoặc là em có thể bỏ vào hũ, mình để dành, mình ăn từ từ cũng được. Quốc Thái thấy là nước đã kẹo lại rồi đó chị. Đúng rồi, nó kẹo lại hết rồi nè em. Và bắt đầu nó đã thấm hết vào trong cái phần cá rồi. Thì lúc này là mình sẽ tắt bếp và mình trộn cái phần đậu phộng này của mình vô. Nhìn giống nhà hàng quá chị ạ. Rất là ngon. Ngon quá chị ơi. Chị khèo á là vừa đủ tới cho nên là cũng không quá mặn, không quá ngọt, mà các loại mặn, ngọt, chua, cay giống như nó quyện lại với nhau vậy đó, rất là đậm đà. Còn cá cơm thì rất là giòn ha. Vậy thì trưa nay Quốc Thái đề nghị chúng ta sẽ ăn món cá cơm sốt cay chung với cơm trắng. Còn nếu mà món canh nữa thì chúng ta sẽ dùng món canh rau tập tàng nấu với thịt bằm. Đối với buổi chiều tối thì chị gợi ý với cái món là sườn xào chua ngọt, canh cá thác lát nấu với cải bẹ xanh. Dạ, rất là ngon. Ăn kèm với lại tráng miệng là một đĩa dưa hấu.